Xin chào thầy và các bạn. Em là Lê Thanh Nguyên. Hôm nay, em xin đại diện nhóm 24 trình bày về chủ đề chất đối chiếu và chất chuẩn. Đây là danh sách thành viên của nhóm 24. Đầu tiên, em xin phép được đi vào phần chất đối chiếu. Trong phần này, chúng ta có 5 phần. Phần 1 là giới thiệu chất đối chiếu. Tiếp theo là phép thử các chất đối chiếu. Tiếp theo là các cách sử dụng chất đối chiếu. Phần 4 là lưu ý sử dụng chất đối chiếu. Và cuối cùng là phân loại chất đối chiếu. Chúng ta đi vào phần giới thiệu chất đối chiếu đầu tiên. Giới thiệu về chất đối chiếu. Chất đối chiếu là chất đồng nhất đã được xác định là đúng để dùng trong các phép thử đã được quy định về hóa học, vật lý và sinh học. Trong các phép thử đó, các tính chất của chất đối chiếu được so sánh với các tính chất của chất cần thử. Chất đối chiếu phải có độ tinh khiết phù hợp với mục đích sử dụng. Tiếp theo là các phép thử trong chất đối chiếu. Chất đối chiếu được dùng trong các phép thử sau: định tính bằng phương pháp quang phổ hấp thụ hồng ngoại, định lượng bằng phương pháp quang phổ hấp thụ tử ngoại và khả kiến, quang phổ hình quang. Các phép thử định tính và định lượng bằng phương pháp sắc ký, định lượng bằng phương pháp vi sinh vật. Ngoài ra, còn có các phép thử khác như phép chuẩn độ đo thể tích, phân tích khối lượng, các phép thử sinh học. Một số phép thử khác có hướng dẫn trong các chuyên luận riêng. Tiếp theo chúng ta đi vào phần cách sử dụng chất đối chiếu. Cách sử dụng chất đối chiếu. Chất đối chiếu cần được bảo quản trong bao bì gốc, kín và có nhãn rõ ràng. Bảo quản ở nơi có nhiệt độ thấp, tránh ánh sáng và ẩm. Trước khi sử dụng, chất đối chiếu cần được để đạt tới nhiệt độ phòng thí nghiệm. Các phép thử được tiến hành đồng thời trên mẫu thử và mẫu đối chiếu đã được chuẩn bị trong cùng điều kiện ghi trong chuyên luận. Tiếp theo là các lưu ý khi sử dụng chất đối chiếu. Lưu ý khi sử dụng. Chất đối chiếu không cần phải làm khô khi không có chỉ dẫn và phép thử riêng của chuyên luận không chỉ định. Trong trường hợp này, cần hiệu chỉnh lại lượng cân của chất đối chiếu do khối lượng bị giảm. Nếu không thể thực hiện được việc xác định hàm lượng nước của chất đối chiếu bằng phương pháp chuẩn độ và nếu chuyên luận thuốc tương ứng không có phép thử mất khối lượng do làm khô thì nên làm khô chất đối chiếu trên một chất hút ẩm thích hợp. Phần tiếp theo là phần phân loại. Ở phần này chúng ta có hai loại chất đối chiếu, đó là một cái là được sử dụng theo bộ tiêu chuẩn quốc gia và tiếp theo là các chất đối chiếu được sử dụng các quốc gia khác cũng như trên quốc tế. Phân loại chất đối chiếu. Khi đọc thấy chữ chuẩn xuất hiện sau tên chất được ghi trong các phép thử hay phép định lượng, có nghĩa là phải sử dụng chất đối chiếu. Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc cho phép sử dụng các chất chuẩn dược điển Việt Nam. Các dược liệu chuẩn được thiết lập, bảo quản và phân phối tại Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương hoặc Viện Kiểm nghiệm Thuốc Thành phố Hồ Chí Minh theo sự phân công của Bộ Y tế. Những chất đối chiếu quốc tế, khu vực hay quốc gia khác được sử dụng theo quy định hiện hành. Ở đây, em có một cái ví dụ, một phép thử hóa học có sử dụng chất đối chiếu. Thì các bạn đã được học ở phần môn thực hành dược liệu. Chúng ta có hai cây, đó là cây A và cây B. Xác định xem cây A hay cây B có alkaloid rotundin hay không. Chất đối chiếu ở đây cần sử dụng là dung dịch rotundin. Chúng ta đã biết rõ được thành phần hóa học của nó. Thì các bạn có thể thấy đối với dịch chiết của cây A, ở đây chúng ta không thấy có vết của rotundin so với cái dung dịch đối chiếu là rotundin. Còn cây B thì lại có một cái vết tương đồng với dung dịch chất đối chiếu. Thì điều này chứng tỏ rằng dịch chiết của cây A không chứa alkaloid rotundin. Còn dịch chiết của cây B thì có alkaloid rotundin.
Như vậy, chất đối chiếu rotundin ở đây được sử dụng cho phép thử định tính bằng phương pháp sắc nghĩa lớp mỏng và với độ tinh khiết thì không cần phải quá cao. Độ tinh khiết của chất đối chiếu chỉ cần là phù hợp với mục đích sử dụng là được. Điều này giúp để phân loại, phân biệt với lại so với chất chuẩn. Đối với chất chuẩn, chúng ta có 4 nội dung. Đầu tiên là giới thiệu về chất chuẩn, tiếp theo là phân loại chất chuẩn, tiếp theo là cách sử dụng các chất chuẩn và cuối cùng là thiết lập chất chuẩn. Chúng ta đi vào nội dung giới thiệu chất chuẩn. Giới thiệu về chất chuẩn. Chất chuẩn hay chất chuẩn đối chiếu là chất cần thiết để đánh giá các nguyên liệu, bán thành phẩm nhằm đảm bảo kết quả phân tích đạt độ chính xác, đáng tin cậy. Chất chuẩn đối chiếu là một phần quan trọng của đo lường và thiết lập tính khả thi trong so sánh, có thể truy nguyên được. Theo Dược điển Việt Nam 4, chất đối chiếu là chất đồng nhất đã được xác định là đúng để dùng trong các phép thử đã được quy định về hóa học, vật lý và sinh học. Trong các phép thử đó, các tính chất của chất đối chiếu được so sánh với các tính chất của chất cần thử. Theo định nghĩa FDA, chất chuẩn đối chiếu là một lô hay mẻ của hợp chất làm thuốc được điều chế đặc biệt bằng cách tổng hợp độc lập hoặc bằng cách tinh chế bổ sung nguyên liệu điều chế và được chứng minh bằng một loạt các thử nghiệm phân tích sâu rộng để xác định nó là nguyên liệu xác thực có độ tinh khiết tối đa, có thể đạt được một cách hợp lý. Nó thường được dùng cho việc phân giải cấu trúc và là chất làm chuẩn cho các chất chuẩn làm việc. Tiếp theo, chúng ta đi vào phần nội dung phân loại các chất chuẩn. Thì trong phần này, chúng ta có hai loại chất chuẩn chủ yếu là chất chuẩn dược điển, được thiết lập và phân phối bởi Hội đồng Dược điển theo các nguyên tắc chung của ISO Guide 34, và phần còn lại là các loại chất chuẩn khác. Chất chuẩn dược điển. Chất chuẩn dược điển quốc tế. Chuẩn dược điển quốc tế do Tổ chức Y tế Thế giới WHO ban hành cùng với sự giúp đỡ của các tập đoàn đa quốc gia thiết lập các chất chuẩn quốc tế về sinh học và dược phẩm. Chuẩn dược điển quốc tế là chuẩn gốc primary, sử dụng chủ yếu trong các thử nghiệm phân tích hóa học và vật lý, dùng để hiệu chỉnh các chuẩn thứ cấp. Tiếp theo cũng là chất chuẩn dược điển. Chuẩn dược điển châu Âu. Chuẩn dược điển châu Âu. Tổng cục Chất lượng Thuốc và Chăm sóc Sức khỏe châu Âu EDQM cung cấp các chất chuẩn sinh học và hóa học cũng như phổ chuẩn trong các phép phân tích và kiểm tra. Các phép phân tích và kiểm tra được thực hiện phù hợp với các phương pháp ghi trong Dược điển châu Âu. Các chất chuẩn được chọn lọc và được thẩm định bởi Hội đồng Dược điển châu Âu có thể được sử dụng cho các nghiên cứu công tác quốc tế. Tiếp theo là chuẩn Dược điển Anh. Chuẩn Dược điển Anh dùng để hỗ trợ cho các chuyên luận của Dược điển Anh PP, chỉ được sử dụng cho các phép phân tích hóa học và thử nghiệm được mô tả trong Dược điển Anh, không dùng cho người hay động vật, được đóng gói trong các đơn vị đóng gói đủ để thực hiện quy trình thử nghiệm, được thiết lập bởi các phòng thí nghiệm phù hợp với quy định, được thẩm định và cho phép người sử dụng bởi các chuyên gia của Hội đồng Dược điển Anh. Tiếp theo là nội dung của chuẩn dược điển Mỹ. Chuẩn dược điển Mỹ dựa vào các chuyên luận có tính chất pháp lý trong USP và NF, các quy trình và tiêu chuẩn bị quản lý bởi FDA, được công nhận ở Mỹ và các nước khác. Ngành công nghiệp dược phẩm và các phòng thí nghiệm FDA tham gia vào sự phát triển các chất chuẩn này thông qua các phòng thí nghiệm hợp tác. Chất chuẩn USP là các mẫu của dược chất, tái dược, các tạp chất liên quan, các sản phẩm sáng hóa, các thuốc thử phức tạp hợp chất sinh học, các chất định chuẩn hồng ngoại gần và các chất định chuẩn vận hành. Cuối cùng là nội dung của chuẩn dược điển Nhật. Chuẩn dược điển Nhật được cung cấp bởi Viện Quốc gia về Khoa học Vệ sinh, là nơi sản xuất chất chuẩn dùng cho Hiệp hội Dược điển Nhật. Ngoài ra, Dược điển Việt Nam có đề cập đến chất đối chiếu, trong đó có quy định chính thức về đơn vị phân phối là
Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương và Viện Kiểm nghiệm thuốc Thành phố Hồ Chí Minh, các nguồn chất đối chiếu quốc tế, khu vực hay quốc gia khác được sử dụng theo quy định. Ở phần các loại chuẩn khác, chúng ta có 3 loại. Đầu tiên là chuẩn gốc hay chuẩn sơ cấp, primary. Tiếp theo là chuẩn làm việc, working standard hay là chuẩn thứ cấp, secondary standard. Cuối cùng là chuẩn cơ sở hay là chuẩn của nhà sản xuất. Đầu tiên là chuẩn gốc hay chuẩn sơ cấp primary. Chuẩn gốc hay chuẩn sơ cấp primary là các chất chuẩn được thẩm định đầy đủ và được thừa nhận rộng rãi, có chất lượng phù hợp trong điều kiện quy định và có giá trị được chấp nhận mà không phải so sánh với chất khác. Chuẩn gốc hay chuẩn sơ cấp primary theo định nghĩa của FDA. Theo FDA, chất chuẩn đối chiếu của USP, NF và các nguồn chính thức khác không cần phải qua thẩm định chuẩn gốc. Còn các chất chuẩn không từ các nguồn chính thức khác cần phải đạt được độ tinh khiết cao nhất có thể đạt được với các nỗ lực hợp lý, và nó phải được xác định một cách đầy đủ để đảm bảo tính đồng nhất, độ mạnh, chất lượng, độ tinh khiết và hiệu lực. Theo ICH Guide 7, định nghĩa chất chuẩn gốc. Theo ICH Guide 7, định nghĩa chất chuẩn gốc là một chất được đưa ra bởi một loạt các thử nghiệm phân tích để trở thành vật liệu đáng tin cậy có độ tinh khiết cao. Chất chuẩn này có thể thu được từ nguồn được công nhận chính thức, được bào chế bằng cách tổng hợp độc lập, thu được từ nguyên liệu sản xuất có độ tinh khiết cao, được bào chế bằng cách tinh chế tiếp tục các nguyên liệu sản xuất có sẵn. Nội dung của tiếp theo của các loại chuẩn khác đó là chuẩn làm việc Working Standard hay còn gọi là chuẩn thứ cấp, Secondary Standard. Chuẩn làm việc Working Standard hay chuẩn thứ cấp, Secondary Standard là các chất chuẩn sinh học hay hóa học được thiết lập trên các nguyên liệu được chuẩn hóa so với các chất chuẩn gốc hay bằng phương pháp phân tích có độ chính xác cao để cung cấp rộng rãi cho các phòng kiểm nghiệm thuốc, được dùng để định tính, định lượng, đánh giá hoạt lực, xác định độ tinh khiết của thuốc, nguyên liệu và thành phẩm. Theo định nghĩa của ICH Guide 7. Theo ICH Guide 7, chuẩn thứ cấp là một chất có độ tinh khiết và chất lượng được thiết lập bằng cách so sánh với một chất chuẩn gốc, được dùng làm chất chuẩn đối chiếu cho các phân tích thường ngày của phòng thí nghiệm. Tiếp theo là chuẩn cơ sở hay là chuẩn của nhà sản xuất. Chuẩn cơ sở hay chuẩn của nhà sản xuất là các chất được sản xuất và thiết lập bởi cơ sở hay nhà sản xuất theo các quy trình và các tiêu chí của cơ sở. Chất chuẩn cơ sở được tinh khiết hóa, mô tả đầy đủ và xác định rõ cấu trúc như phổ IA, UV, MNA, MS, thường được sử dụng cho các chất hóa học mới chưa có chuyên luận. Chúng ta đã đi xong phần phân loại các chất chuẩn. Tiếp theo là sử dụng các chất chuẩn. Sử dụng chất chuẩn. Chất chuẩn đối chiếu được sử dụng trong các phạm vi sau đây: thẩm định phương pháp, xác định phương pháp, xác định độ không đảm bảo đo, chuẩn định, kiểm tra chất lượng, đảm bảo chất lượng, nghiên cứu. Phần tiếp theo của sử dụng chất chuẩn. Trong thực tế, các chất chuẩn được sử dụng nhiều trong các kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm như thuốc, thực phẩm chức năng, thực phẩm, hàng hóa. Đối với lĩnh vực kiểm nghiệm, chất chuẩn đối chiếu thường được dùng trong các thử nghiệm sau: định tính bằng các phương pháp phân tích dụng cụ, thử nghiệm giới hạn tạp chất, định lượng bằng các phương pháp dụng cụ, định lượng bằng các phương pháp sinh học, dùng trong các thử nghiệm các dạng thuốc, thử nghiệm có sử dụng các thuốc thử đặc biệt hay hiếm, các thử nghiệm khác có quy định trong các chuyên luận của dược điển. Phần cuối cùng là phần thiết lập chất chuẩn. Ở nội dung này, đầu tiên chúng ta sẽ đi vào yêu cầu của các chất chuẩn.
Thì chủ yếu là các chuẩn được phân loại là ba chốt rất như sau. Đầu tiên là chuẩn khu vực ASEAN, tiếp theo là chuẩn quốc gia, và cuối cùng là các chuẩn làm việc. Các nội dung yêu cầu bao gồm phạm vi sử dụng, đánh giá kết quả, sử dụng chuẩn gốc, các tiêu chuẩn phải đánh giá, quyết định kết quả, và cuối cùng là hồ sơ. Nội dung cụ thể đã được trình bày ở trong slide và cũng như có trong tài liệu thì các bạn có thể xem qua. Mình sẽ đi vào phần tiếp theo của các yêu cầu chất chuẩn này. Thì dù là chuẩn nào đi chăng nữa cũng phải tuân theo một số nguyên tắc cụ thể như sau. Yêu cầu chất chuẩn, dù là chuẩn khu vực, chuẩn quốc gia hay chuẩn làm việc đều phải tuân theo một nguyên tắc chung về thiết lập, bảo quản và phân phối như sau. Chất lượng nguyên liệu. Nguyên liệu được sử dụng để thiết lập chất chuẩn phải có độ tinh khiết cao. Đối với các hợp chất hóa dược, độ tinh khiết thường yêu cầu phải lớn hơn 95%. Điều này đảm bảo rằng chất chuẩn có độ chính xác cao và đáng tin cậy. Nguồn gốc nguyên liệu. Nguyên liệu phải được lựa chọn từ các lô sản xuất có chất lượng cao, đồng nhất và được cung cấp từ các nguồn đáng tin cậy, giúp đảm bảo tính đồng nhất và chất lượng của chất chuẩn. Đánh giá cẩn thận. Mức độ phù hợp của nguyên liệu dự kiến thiết lập chất chuẩn phải được đánh giá rất cẩn thận, phải cân nhắc tất cả số liệu thu được từ các phép thử và áp dụng nhiều phương pháp phân tích khác nhau để so sánh và xác minh chất lượng. Điều này đảm bảo rằng chất chuẩn đáp ứng các yêu cầu về độ tinh khiết và độ chính xác. Quy trình thẩm định. Các nhà sản xuất chất chuẩn có uy tín, ví dụ như USP, Romades, thường xây dựng một quy trình cụ thể, chặt chẽ để thẩm định chất chuẩn của mình. Đối với quy trình thiết lập chất chuẩn, chúng ta có 5 bước. Bước đầu tiên là tìm nguồn nguyên liệu. Bước thứ hai là đánh giá chất lượng nguyên liệu. Bước thứ ba là xử lý dữ liệu. Bước thứ tư bao gồm đóng gói, bảo quản, phân phối. Và cuối cùng là bước chương trình đánh giá lại. Chúng ta sẽ giới thiệu sơ về tổ chức ISO. ISO là gì? ISO là tên viết tắt của Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hóa, International Organization for Standardization. ISO được thành lập vào năm 1946 và chính thức hoạt động vào ngày 23 tháng 2 năm 1947. Việt Nam chính thức gia nhập vào ISO từ năm 1977 và là thành viên chính thức 71 của ISO. Vậy, ISO có vai trò gì trong thiết lập chất chuẩn? Vai trò của ISO trong thiết lập chất chuẩn. Để xây dựng quy trình thiết lập và chứng nhận chất chuẩn, các đơn vị điều chế chất chuẩn chủ yếu dựa vào 3 bộ ISO Guide 31, 34 và 35 làm cơ sở. ISO Guide 31 cung cấp các chỉ dẫn cần thiết giúp nhà sản xuất chất chuẩn soạn thảo giấy chứng nhận phân tích một cách rõ ràng, ngắn gọn, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. ISO Guide 34 đưa ra các yêu cầu mà nhà sản xuất cần phải đáp ứng, đồng thời hướng dẫn làm thế nào để đáp ứng các yêu cầu này. Nhìn chung, hướng dẫn này đưa ra các mô hình cho thử nghiệm tính đồng nhất, độ ổn định và xác định hàm lượng của nguyên liệu thử nghiệm. ISO Guide 35 được xem như là một ứng dụng của hướng dẫn xác định độ không đảm bảo đo. ISO Guide này hướng dẫn chi tiết về cách xác định độ không đảm bảo đo và là cách đánh giá độ đồng nhất lô, độ ổn định trong quá trình thiết lập chất chuẩn. Ngoài ra, tài liệu ISO Guide 13528 hướng dẫn các phương pháp thống kê dùng trong thử nghiệm, thành thạo trong so sánh liên phòng thí nghiệm cũng được áp dụng. Tiếp theo chúng ta đi vào lựa chọn nguyên liệu và tinh chế chất đối chiếu. Lựa chọn nguồn nguyên liệu và tinh chế chất đối chiếu. Các nguyên liệu được lựa chọn phải có độ tinh khiết cao. Độ tinh khiết được yêu cầu tùy vào mục đích sử dụng, trên 90% cho các thử nghiệm sắt ký lớp mỏng và 99,5% cho các thử nghiệm khác. Trong thực tế, một số chất hóa học là chất điểm chỉ, được phân lập từ dược liệu, có yêu cầu độ tinh khiết phải trên 95%. Khối lượng cần cho một lần thiết lập là khoảng 100-300g, được đóng gói trong bao bì kín, tránh ẩm, tránh ánh sáng. Các nguyên liệu cần phải có đủ thông tin của nguyên liệu như phiếu kiểm nghiệm, giấy chứng nhận phân tích thông tin đầy đủ về các phương pháp đánh giá, số liệu thực nghiệm và số lần lặp lại các thử nghiệm, đính kèm sắt ký đồ hoặc các phổ tương ứng cho từng thử nghiệm, kết quả nghiên cứu độ ổn định, kết quả các nghiên cứu về tính hút ẩm của nguyên liệu,
thông tin tạp chất liên quan, thông tin về mức độ an toàn với người sử dụng, điều kiện bảo quản, nhiệt độ, độ ẩm, tránh ánh sáng, nhãn bao gồm tên khoa học của nguyên liệu, số lô, khối lượng đóng gói, hạn sử dụng hoặc ngày đánh giá lại. Như vậy, khi đi tới đây là chúng ta đã có một số kiến thức cơ bản về chất chuẩn và chất đối chiếu. Mình có một ví dụ về chất chuẩn cho các bạn là phép tử định lượng leuco bằng phương pháp đo quang phổ UV-VIS. Thì khi đo quang phổ, đo định lượng UV, chúng ta cần phải có một, khi đo định lượng UV để định lượng leuco thì chúng ta phải có một dung dịch chuẩn là leuco 100mg trên decilit để làm phao loãng thành các cái nồng độ khác nhau để có thể xây dựng một cái phương trình tuyến tính. Từ đó, khi bạn đo quang phổ của chất của mẫu thử, chúng ta sẽ được giá trị độ hấp thụ A. Và từ giá trị hấp thụ A này, chúng ta thế vào phương trình tuyến tính để xác định được nồng độ leuco trong máu, trong mẫu thử. Hoặc là một cái thuốc khác như aspirin cũng vậy, thì chúng ta cũng phải có dung dịch aspirin chuẩn để xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính. Vì vậy, cái điều kiện để mà dung dịch chuẩn nó khác biệt so với chất đối chiếu, đó là phải có độ tinh khiết cao. Cụ thể ở đây có quy định cụ thể đối với chất chuẩn luôn, 90% cho sắt cái lớp mỏng, hoặc các cái thử nghiệm khác là 99,5%. Thậm chí có yêu cầu cụ thể về một khối lượng cho một lần thiết lập 100, là khoảng 100g đến 300g. Như vậy ở đây mình có thể phân biệt sơ bộ về chất đối chiếu cũng như chất chuẩn. Chất đối chiếu là được dùng để so sánh với các tính chất của chất cần thử, có độ tinh khiết một phù hợp với mục đích sử dụng. Còn chất chuẩn thì là mục đích là dùng để kiểm nghiệm các cái thành phẩm, bán thành phẩm hoặc nguyên liệu. Vì vậy, độ tinh khiết phải cao hơn và quy định chặt chẽ hơn. Tiếp theo là phần đánh giá chất lượng nguyên liệu. Đánh giá chất lượng của nguyên liệu. Các kết quả dữ liệu phân tích nguyên liệu làm chất đối chiếu phải đạt độ tin cậy và phải được ít nhất 3 phòng thí nghiệm độc lập đánh giá. Quy trình đánh giá phải trình bày các giới hạn mức chất lượng được quy định rõ ràng, chính xác. Tất cả phương pháp thử sử dụng trong định lượng đều phải được thẩm định. Các chỉ tiêu đánh giá như sau: định tính, xác định độ tinh khiết, định lượng. Cuối cùng, tiếp theo là phần đóng gói của thiết lập chất chuẩn. Đóng gói. Giai đoạn đóng gói nên được thực hiện trong các điều kiện đạt yêu cầu của GMP, tránh nhầm lẫn nhãn, tránh nhiễm chéo hoặc bất cứ vấn đề nào dẫn đến giảm chất lượng. Bao bì, lọ, đựng chất đối chiếu phải là các ống thủy tinh trung tính để tránh tác động với nguyên liệu, có màu nâu để tránh ánh sáng, được hàn kín và để tránh ẩm, tránh tác động của oxy, không khí. Chất đối chiếu được đóng gói với khối lượng được khuyến cáo là vừa đủ cho một lần sử dụng, nhằm tránh sự giảm chất lượng dưới tác động của các điều kiện phân hủy sau khi mở lọ. Khối lượng từ 100 đến 200mg đối với các chất đối chiếu thông dụng, một số chất có thể ít hơn rất nhiều. Các chất khan hiếm hoặc đắt tiền hoặc dễ bị phân hủy có khối lượng đóng gói từ 5, 10, 20 hoặc 50mg. Quá trình đóng ống được thực hiện trong Glovebox, được kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm luôn thấp hơn 20%. Glovebox luôn phải được vệ sinh trước và sau khi đóng gói. Nhà sản xuất cần phải có các khuyến cáo, ký hiệu trên thiết bị để đảm bảo an toàn lao động cho người thực hiện. Nội dung tiếp theo là hạn dùng và bảo quản của chất chuẩn. Hạn dùng và bảo quản. Đối với hạn dùng, chất đối chiếu không chỉ định hạn dùng, sẽ được thay thế bằng lô sản xuất mới khi chúng có những biến đổi thuộc tính riêng quan trọng được ghi nhận sau khi được đánh giá lại theo chu kỳ quy định. Về bảo quản, điều kiện bảo quản để tăng độ ổn định và đảm bảo chất lượng của chất đối chiếu là nhiệt độ 5 độ C, từ 2 đến 8 độ C sẽ phù hợp cho phần lớn các chất hóa học hoặc thấp hơn. Nên lưu ý với những đối tượng có hàm ẩm cao thì không nên bảo quản ở nhiệt độ dưới 0 độ C. Độ ẩm của tủ lạnh hoặc các phòng thí nghiệm thường cao, tuy nhiên các lọ đựng chất đối chiếu luôn được đóng kín. Cần lưu ý cân bằng nhiệt độ khi mở lọ để tránh tác động hút ẩm từ môi trường. Cuối cùng là phần thông tin nhãn của chất chuẩn. Thông tin nhãn. Nhãn của chất đối chiếu bao gồm tên của chất đối chiếu, tên và địa chỉ của nhà sản xuất, khối lượng đóng gói, số lô hoặc số kiểm soát. Thông tin của chứng chỉ phân tích bao gồm logo,
tên và địa chỉ của nhà sản xuất, tên của các phòng thí nghiệm tham gia đánh giá, tên chất đối chiếu, số kiểm soát, mô tả tính chất vật lý, thông tin về giá trị ấn định và độ không đảm bảo đo, mục đích sử dụng chất đối chiếu, hướng dẫn cách sử dụng, các điều kiện bảo quản đặc biệt, thông tin về nguy cơ đối với sức khỏe, thời gian sử dụng và ngày đánh giá lại. Như vậy là em đã trình bày xong về nội dung của chất chuẩn và chất đối chiếu. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe bài thuyết trình của nhóm 24.